Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Cris Devil Gamer. Thì ngày hôm nay mình lại bị đuổi việc nữa rồi. Nhưng mà không sao hết, mình đã tìm được một công việc mới, đó chính là... Ai gọi giờ này vậy? Alo, kiếm ai? Nè các chị. Trời đất ơi, không phân biệt được giới tính với là số lượng á má, đã có mình tôi à. Với lại tôi là con trai chứ các chị gì đây. Trời ơi. Chị. Nữa kêu chị nữa tôi giả cho mỏ bây giờ. Kêu lại đàng hoàng coi. Chị. Thôi mệt quá muốn kêu mẹ vậy đó, kêu luôn đi. Làm sao? Muốn gì? Tặng phẩm một đôi dép nè các chị. Ủa là bán hàng online đó hả? Trời đất ơi, giờ bán hàng là gọi điện tới khách hàng vậy luôn hả trời. Rồi sản phẩm đôi dép làm sao? Rất là đẹp luôn nè các chị. Sao chứ? Rất là đẹp luôn. Trời đất ơi, đẹp lắm luôn đó em. Em không phân biệt được đôi dép đẹp và đôi dép xấu à. Đôi dép như đập cứt vậy mà em kêu đẹp. Đây là 885. Trời. Cái gì 885? Nói lại coi nhiêu. Đây là 885. Ủa là cái đó bà đọc giá tiền hay là đọc mã số dép của bà vậy? Hả? Hay là đọc mã số đề? Để chiều về đánh con 85 coi. Coi có ra hay không. Trời đất ơi, đôi dép đạp cước 885 ngàn. Đôi dép có 5 ngàn, cũng cước hết 880 hả? Nè, rất là đẹp luôn. Nè, rất là dơ luôn. Ở đây 994. Ủa sao vậy bé, mới nói là 885 sao bỏ số em lụm lên cái thành 994 gì cưng. Trời đất ơi, em bán hàng kiểu gì cưng. Trời đất ơi, giá vàng lên cũng không bằng giá cước của em lên nữa đó. Đó, rất là đẹp luôn, cái này rất là đẹp. Không, bây giờ mình không có bàn về cái thẩm mỹ của đôi dép nữa, mà bây giờ mình bàn về cái giá trị của sản phẩm của em bán ra đi. Tại sao lại mới nói 885, cái em đặt xuống nâng lên là thành 994? Không lẽ em quệt thêm miếng cước là lên thêm miếng tiền? Trời đất ơi, em sao vậy? Em lên giá một cách là rất là vô lý. Không lẽ là cước của em màu vàng, cái tự nhiên vàng lên, cái cước lên vậy luôn. Trời đất ơi, em bán hàng vậy là không được à. Các chị, sản phẩm này nè, rất là đẹp. Và có áo giáp này nữa, người ta sản phẩm này thấy chưa. Ủa tự nhiên cái áo giáp gì style gì là sao? Ủa bán đôi dép chứ phải bán áo vú đâu mà có style áo giáp gì vậy. Rất là có cây cối đồ gì ở trong này, rất là sửa sơ. À, đéo hiểu luôn. Rất là sản phẩm một đôi dép này. Trời ơi, người ta là người ta sản xuất bà ơi. Người ta cất sản phẩm một đôi dép này là sao người ta sản xuất cái đôi dép này thành cái sản phẩm. Được chưa? Rồi nói lại là 2, 3. Đôi dép này. Đôi dép này. Nói đi, không có gì sợ hết, nói đi. Rồi 2, 3. Đôi dép này người ta sản phẩm nè. Thôi dẹp mẹ đi. Người ta sản phẩm một đôi dép xưa này nè. Biết là đôi dép đẹp rồi đó, nhưng mà bỏ chiếc lá xuống đi. Đừng có thấy là lấy chiếc lá màu vàng lên, cái bắt đầu vàng lên giá, cái lá tăng giá nha bà. Trời ơi, bà điếm lắm nha bà. Biết chiêu rồi nha bà. Người ta tặng, người ta phải mang dép này này, rất là đẹp, rất là cần lì. Ủa tự nhiên cái người ta tặng cái bắt người ta mang dép này. Ủa dép dính cước bắt người ta mang, ai mang phụ với bà. Trời ơi, ngang ngược với bà. Thấy chưa, rất là đẹp luôn. Biết là đôi dép nó đẹp rồi, nhưng mà cái tướng bán hàng không có được đẹp cho lắm nha. Tự nhiên bán đôi dép để tặng bạn bè mà đưa nguyên cái bạn bà vô chi với bà. Với bà. À, chứ mình chiếc dép cứ như mình mang nha. Ồ, chiếc dép giống như là chiếc dép của mình luôn ha. Xuất sắc quá. Không thể nào có câu từ nào xuất sắc hơn được. Chiếc dép là giống như là chiếc dép luôn, chứ nó không giống chiếc máy bay được. Hay thiệt. Rồi nói chi rồi hớ rồi cười. Cười thì cho đỡ ghê đúng không? Rồi tiếp tục nữa là mình sẽ mang ra. Rồi mang ra gì nữa đó? Rồi dép này rất là khoát. Ủa dép rất là khoát là sao? Giờ chỉ thấy là dép này rất là dơ thôi, chứ không có thấy khoát là cái gì hết. Chiều là... Đây là 95, đây là... Nhiều 794. Trời đất ơi, em bán hàng kiểu gì vậy bé? Anh không biết là cái tiêu chí của em khi mà đặt giá tiền lên những sản phẩm của em là gì luôn á. Rõ ràng là có đôi dép hồi nãy nó dơ nửa chiếc, còn bây giờ nó dơ nguyên một chiếc. Mà đôi dép này nó rẻ hơn đôi dép nãy là sao? rõ ràng phải càng dơ hơn, nó phải càng mắc hơn chứ, đúng không? Nãy là đôi dép kia nó dơ có nửa chiếc là giống như em đạp nửa cục cứt thôi, còn giờ là em nhúng nguyên cái chân vô cục cứt rồi, nó phải mắc hơn. Rất là đẹp luôn nè. Em phải xác định lại là nó không đẹp nha, nó không hề đẹp nha, nó rất là dơ. Em nhúng cả cái chân vô cục cứt mà không dơ sao được. Mới chưa không rất là xoa xoa chữ cái đầu á đó, thấy không? Không dơ làm sao mà lao, cứ lao vậy đi là biết là dơ rồi, dơ bà cố luôn. Nói chơi rất là đẹp luôn, cái này rất là đẹp luôn nè, đó rất là đẹp luôn mà bà còn không dám cầm nữa đó, bà cầm nhín gì đó. Rất là đẹp luôn, rất là dơ luôn đó, rất là dơ bẩn. Mình về mình sẽ giặt nè. Trời đất ơi, đôi dép mà đem đi giặt thấy ghê không? Đôi dép là người ta chỉ chà rửa thôi bà, ai đâu đi giặt đôi dép, đúng không? Đó, đôi dép người ta chỉ chà rửa thôi là nó sạch rồi, còn đôi dép mà em đem đi giặt là em chỉ có bỏ vô máy giặt, mà một khi mà bỏ vô máy giặt nó dở ra, trời ơi máy giặt cứt không, rồi xong đem cái máy giặt mà dính cứt á đi bỏ vô một cái máy giặt khác để giặt cái máy giặt đó. Cái đẹp quá. Rồi đây là một dép lầu. Dép lào. Dép lầu. Dép lào. Lầu. Thôi dẹp mẹ luôn đi, dép lầu. Đây là một dép lầu. Thật sự là không thể chấp nhận được, tại sao là không đọc là dép lào mà cứ đọc là dép lồ, dép lồ thế nhờ? Có khi nào mà em vô cái tiệm bán dép mà em nói chị ơi bán cho em cái lồ, chị có cái lồ không? Coi bán có bán như mặt mày hay không? Dép lào người ta họ đi làm nghề nông dân á. Ủa bộ những ngành nghề khác không được mang dép lồ hay sao? Tại sao quá bất công như vậy? Những ngành nghề khác tự nhiên mang đôi dép lồ vô mất cái lồ hay gì? Nông dân họ mang dép leo cũng được nè. Ủa mắc gì mà không được, có chân thì mang thôi. Phải chưa, rất là đẹp. Sản phẩm này là 785 nghe các chị. Ủa sao mình không bán giá nào chẳng tí, tự nhiên bán đúng lẻ luôn á, rồi thói 6.000 hay gì, rồi thói 5.000, 6.000 đồ. Trời đất ơi, các chị sản phẩm mua cái này nè các chị rất là đẹp luôn. Ủa bộ ba má em lỡ đặt em là rất là xấu luôn hay sao mà em ám ảnh cái chữ rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Nãy giờ không có ai chê đôi dép em luôn á, chỉ nói là nó dơ thôi. Dép lào này màu trắng này rất là đẹp, rất là to. Xác định lại đôi dép đó không phải màu trắng, đó là màu cháo lòng nha. Rồi tiếp tục dép con nít này các chị. Ủa sao không có đôi nào mà nó sạch được vậy ta bộ? Cái công ty sản xuất dép này nó liên danh với lại công ty phân bón hay làm gì, đôi dép nào nó cũng nhúng vô cứt. Cái sản phẩm dép của con nít rất là sản phẩm đẹp luôn. Sản phẩm luôn nè. Đó, rất là trắng da luôn. Rõ ràng là có liên kết với mấy công ty phân bón chắc luôn. Hồi nãy giờ ta để ý ha, nhiều size, nhiều loại, nhiều khi có mùi khác nhau nữa, có cứt mùi dâu hay cứt mùi sầu riêng nữa. Trời ơi, cái này nè, cái loại con nít nè, là con nít là nó hay ỉa chải lắm, cái này dính cứt chải chắc luôn. À, sản phẩm này là 665, rất là đẹp luôn, rất là trắng cứt luôn đó má. Dạ con nít đó, đó mặt sẽ vừa ai đó. Nè mua chip cho con nít là sản phẩm 785 chứ. Ủa trời đất ơi gì vậy? Nãy mới nói là 665 tự nhiên lên 785 vậy má. Trời ơi, hồi nãy là còn để xuống mà nhúng thêm cứt thì còn lấy thêm tiền nữa, chứ này không hề để xuống luôn mà vẫn lấy thêm tiền. Ồ thôi nghỉ đi. Rồi đó, rất là đẹp luôn đó, không có quẹo đây nè. Đó, thấy tao nói đúng không? Đó, cứt chải đó, nó mới đó, nó chảy xuống tay đúng không? Thôi, không mua đâu nha má, thôi nha. Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Hello, xin chào các bạn. Bye. Trời đất ơi, nay tính làm đi nghề bán hàng online nhưng mà đâu có được. Đó, gặp cái con quỷ đó, thấy không? Quá trời quá đất ghê rồi. Gặp mình đi bán hàng online mình phải dịu dàng, mình phải đàng hoàng một tí chứ, đúng không? Ví dụ mình bán, ví dụ bán cứt online đi. Dạ bên em có cứt chải, cứt khô rồi nè, đó nay có cứt vón cục, cứt bị táo bón, cái đầu nó hơi bẹt tí đó, phải giới thiệu rõ đàng hoàng chứ ai đâu mà tự nhiên đưa mấy cái sản phẩm đó lên thì ghê quá trời ghê luôn đó. Dạ thì mấy anh chị nào mà muốn ăn cứt online của em cứ nhắn vô trực tiếp của bay em sẽ bán cứt online cho mấy anh chị đó, có số điện thoại phía trên, hay là mình cũng có thể nhắn tin để cho shop bán cứt online để ship cứt về cho mình, đúng không? Có tin nhắn là cục cứt về. Dạ, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình ở phía dưới là các bạn có mua cước online của mình hay không nhé. Hôm nay thì chắc là mình sẽ không làm nghề bán hàng online nữa, cho nên là mình cũng không có giao cước, ship cước được cho các bạn. Các bạn tìm người khác ship cước cho các bạn đi nha. Rồi bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.